Xin chào kính quý độc giả đang theo dõi kênh NVC Channel. Rất vui được mang tới những thông tin thị trường giá trị hỗ trợ anh chị thông tin trước giờ và phiên giao dịch. Tôi là Nguyễn Viết Công, hy vọng sẽ đồng hành cùng anh chị tìm kiếm cơ hội, phân bổ nguồn lực và quản trị rủi ro hiệu quả, mang tới kết quả đầu tư thành công vượt bậc. Sau đây là điểm tin thị trường ngày 12 tháng 4 năm 2021. 1. Chứng khoán. Cuối cùng thị trường cũng có nhịp nghỉ sau mạch tăng nóng. 2. Khối ngoại đẩy mạnh mua dòng 2.400 tỷ đồng trong tuần ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 4, nhiều đột biến giao dịch thỏa thuận gom 1.000 tỷ đồng cổ phiếu họ Vingroup 3. Tự doanh công ty chứng khoán bán dòng 4 tuần liên tiếp với tổng cộng 1.300 tỷ đồng 4. Cổ phiếu bất động sản nhỏ đua nhau bứt phá trong phiên ngày mùng 9 tháng 4 năm. Nỗ lực cải thiện hành lang pháp lý được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn vốn ngoại lên đến 1,4 tỷ đô la Mỹ. 6. Phố Wall lập đỉnh phiên thứ 3 liên tiếp, hàng hóa tài sản khác 7 tỷ giá đô la Mỹ hôm nay mùng 10 tháng 4. Phục hồi trong phiên giao dịch cuối tuần 8. Cuối tuần, vàng và đô la Mỹ tự do cùng trượt giá 9. Giá vàng tăng 1% trong tuần khi đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm 10. Giá dầu lún sâu vào vùng giảm khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại 11. Triển vọng giá dầu thô khó đoán khi đàm phán hạt nhân Mỹ, Iran còn chắc trở 12. Giá gạo châu Á tiếp tục giảm, gạo xuất khẩu của Việt Nam xuống dưới 500 đô la Mỹ tấn. Kinh tế ngân hàng tài chính 14. 3 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã cấp mới 9 dự án FDI hơn 146 triệu 15 đô la Mỹ. NAB 17, Nam A Banh muốn tăng vốn lên 8.564 tỷ đồng, đưa cổ phiếu lên sàn 16. KLB cộng 6.7, Kiên Long Banh đặt mục tiêu lợi nhuận 1.000 tỷ đồng sau khi bán xong cổ phiếu STB 17. Việt Á Banh đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 62%, dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 21,35% 18. MBS 0.8, CEO MBS không cạnh tranh thị phần bằng mọi giá 19. MBS cộng 0.8, lợi nhuận quý 1 gấp 2,8 lần cùng kỳ, thông qua tăng vốn thêm gần 1.033 tỷ đồng lên 2.676 tỷ đồng 20. Thị phần môi giới thời gian qua tương đối ảo, ước lợi nhuận quý 1 đạt 125 tỷ đồng, TGDMBA21, PTI24. Bảo hiểm bưu điện đặt kế hoạch lợi nhuận giảm gần 17% trong năm 2021-22. Dịch vụ Internet của Elon Musk làm các nhà cung cấp trong nước lo ngại. 23. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ lãi suất 0% với ngành công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao. 24. Du lịch lấy đà hồi phục. 25. Việt Nam có thêm 8 bến cảng biển mới. 26. Trong quý 1 năm 2021, xuất khẩu dệt may đã có những bước hồi phục, đạt 7,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Nông lâm thủy sản. 27. Doanh nghiệp Việt trúng thầu bán hơn 11.000 tấn gạo cho Hàn Quốc với giá cao. 28. Giá thực phẩm toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong 7 năm 29. Một doanh nghiệp nuôi heo muốn trả cổ tức tỷ lệ 67,1% bằng tiền 30. Nông sản Việt mất lợi thế cạnh tranh vì chi phí logistics quá cao. Bất động sản. 31. Bất động sản tuần qua, thêm 2 khu công nghiệp được duyệt. Vân Đồn chặn đầu cơ đất. 32. Cơn sốt đất diễn ra khắp nơi. Ngân hàng sẽ siết tín dụng. 33. CR cộng 6.7. DHCDC lên mục tiêu trở thành nhà phân phối bất động sản lớn nhất của Vinhome với doanh thu 1 tỷ 34 đô la Mỹ. KBC cộng 3.0. Ông Đặng Thành Tâm, KBC đất nhiều tới nỗi chim bay gãy cánh, khuyên cổ đông mua thêm cổ phiếu. 35. KDH cộng 1.4. Năm 2021, nhà Khang Điền lên kế hoạch lợi nhuận tăng nhẹ lên 1.200 tỷ đồng, xây dựng 36. Cienco 4 đặt kế hoạch lợi nhuận gấp 3 lần, quyết đưa cổ phiếu lên sàn năm 2021-37. CI 0.8, đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, các lãnh đạo và cổ đông lớn đồng loạt bán ra cổ phiếu. Công nghiệp thép 38, doanh nghiệp Đồng Nai đề xuất tăng mật độ xây dựng nhà máy tại các khu công nghiệp. 39. HPG cộng 0.4, tỷ phú Trần Đình Long kỳ vọng sớm hoàn thiện thủ tục để khởi công siêu dự án thép Dung Quất 2, điện 40. Sắp thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện tái tạo với khách hàng sử dụng điện 41. GG cộng 0.3, Điện Gia Lai muốn vận hành 3 nhà máy điện gió năm nay để hưởng giá FIT. Thế giới 42, Boeing khuyến cáo khách hàng về sự cố tiềm ẩn của máy bay 737 MAX 43. Facebook và Instagram gặp sự cố không thể sử dụng trên toàn cầu. 44, gói hạ tầng 1.000 tỷ đô la Mỹ của ông Biden trước nỗi lo bị Trung Quốc qua mặt. 45, hộ chiếu vaccine giả tràn lan trên mạng ở Mỹ. 46, Bắc Kinh lần đầu tiên vượt New York trở thành thủ đô tỷ phú của thế giới. 47, cổ đông lớn chốt lời, cổ phiếu Tencent rớt 1,5%. 48, công ty sở hữu TikTok tiến gần định giá 400 tỷ 49 đô la Mỹ. Doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc lập kỷ lục vỡ nợ mới. 50, Trung Quốc điều 11 máy bay quân sự áp sát Đài Loan. 51, Trung Quốc phạt Alibaba 32,8 tỷ đô la Mỹ vì độc quyền. 52,
Trung Quốc sắp vận hành nhà máy thủy điện chỉ đứng sau siêu đập Tam Hiệp. 53. Một công ty sắp mua lại Toshiba với giá hơn 20 tỷ 54 đô la Mỹ. Sắp có 300 triệu đô la Mỹ từ HSBC và ADB hỗ trợ chuỗi cung ứng vaccine châu Á. 55. Singapore hoàn tất phê chuẩn hiệp định RCEP. 56. Uniqlo muốn tăng gấp đôi tốc độ mở chuỗi tại châu Á. 57. Chi tiêu công nghệ toàn cầu đạt 4.100 tỷ đô la Mỹ năm 2021. 58. Cơn sợ lạm phát lớn nhất trong 40 năm sắp đến do gói kích thích phục hồi từ đại dịch. 59. Nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng 6% trong năm nay nhờ tiêm chủng và hỗ trợ tài chính. 1. Chứng khoán, khối ngoại bán ròng không còn khiến thị trường lo sợ. 2. Chứng khoán phái sinh tuần ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021, khối ngoại đang thận trọng. 3. Lực mua của các quỹ đầu tư đã quay trở lại trong tuần qua ngày 5 đến ngày 9 tháng 4 năm 2021 và thắng thế so với lực bán. 4. Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay 11 tháng 4, mức giảm lớn nhất trong 5 năm. Giá vàng hôm nay 11 tháng 4 trải qua một tuần tăng mạnh. 6. Bitcoin vượt mốc 60.000 đô la Mỹ trước lo ngại nguồn cung giảm. 7. Bloomberg, giá Bitcoin có thể đạt 400.000 đô la Mỹ trong năm 2021. 8. Thị trường nông sản thế giới tuần qua, giá gạo châu Á đồng loạt sụt giảm. 9. Giá cao su hôm nay 11 tháng 4, Nhật Bản neo ở mức thấp. Xuất khẩu cao su Việt Nam tăng hơn 116% trong quý 1 năm 2021. 10. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng tín dụng tăng mạnh. 11. Doanh nghiệp tuần qua, nhiều công ty lên phương án chia cổ tức kỷ lục. 12. Tổng giám đốc HSBC Việt Nam đón dòng FDI dịch chuyển giúp Việt Nam tăng trưởng cao. 13. Tỷ trọng container từ ASEAN đến Mỹ lần đầu vượt mốc 20%, Việt Nam đóng góp gần một nửa. 14. Nhiều gói thầu các dự án cao tốc Bắc, Nam chậm tiến độ. 15. NAM 17. Nam Á Banh muốn bán AMC, chuyển từ Upcom lên sàn HOSE. HNX 16. BSC cộng 0.6. BSC hoàn thành 40% kế hoạch sau quý 1. Tiếp tục tìm đối tác chiến lược tăng vốn. 17. Việt Nam Đồng cộng 0.6. Một công ty chứng khoán mua 300 tỷ đồng trái phiếu từ tập đoàn của Chủ tịch VN Direct. 18. Hết quý 1, tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường vẫn tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020, ước đạt 600.818 tỷ đồng. 19. SMB Bia Sài Gòn miền Trung quý 1 lãi 28 tỷ đồng tăng 50% so với cùng kỳ 20. Bất động sản tuần qua, 5 khu công nghiệp được đầu tư, đất nền nóng khắp 3 miền 21. Savills, Việt Nam thuộc nhóm 10 thị trường tăng trưởng tốt về bất động sản hàng hiệu. 22. LCG 1.0, lãnh đạo Lycosi 16 thoái gần hết vốn khi giá CPLCG đạt đỉnh lịch sử. 23. CII 0.8, giao dịch trái chiều CII, Dragon Capital giảm sở hữu sau khi liên tục mua vào. VKIM thành cổ đông lớn. 24. ITA 1.2, bà Đặng Thị Hoàng Yến, năm 2021 ITA sẽ thoái vốn tại các công ty liên doanh liên kết để tập trung vào khu công nghiệp. 25. BOVK cộng 0.0, PV Power ước lãi 720 tỷ đồng quý 1, tăng 43% cùng kỳ 27. Thời trang phương Tây bị kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan ở thị trường Trung Quốc. 28. Giới phân tích nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp châu Á. 29. Sản lượng công nghiệp của Đức và Pháp bất ngờ giảm mạnh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Một lần nữa, tôi là Nguyễn Viết Công, hy vọng sẽ đồng hành cùng anh chị tìm kiếm cơ hội, phân bổ nguồn lực và quản trị rủi ro hiệu quả, mang tới kết quả đầu tư thành công vượt bậc. Thực hiện, Giám đốc Tư vấn Đầu tư VPS, Nguyễn Viết Công liên hệ mở tài khoản và tham gia VIP NVC 0903 464 466 0878.91.8888.